Chào các bạn, hôm nay thì Fan Food xin chia sẻ với các bạn về các cái sản phẩm mà chăm sóc sức khỏe của cái nhà sản xuất là Biomark. Đây là cái thương hiệu về các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe và phòng và điều trị các cái bệnh ấy, thì là một cái trong những thương hiệu bán chạy số 1 tại Nga. Và cái thương hiệu này thì nó chuyên về các cái sản phẩm đó là thiết bị y tế và vật lý trị liệu, cung cấp cho rất là nhiều các phòng khám trong và ngoài nước tại Nga đấy. Các cái sản phẩm của Biomark thì là có một cái uy tín rất là cao trên cái thị trường quốc tế. Rất là nhiều nước trên thế giới đã nhập cái hàng của Biomark về, và họ cũng đưa ra những cái review bằng những video rất là nhiều thứ tiếng khác nhau ấy. Thì các bạn cũng có thể tham khảo trên mạng để tìm hiểu rõ hơn về cái thương hiệu Biomark này. Và đến thời điểm ngày nay ấy, thì là tại Nga ấy, các cái sản phẩm của Biomark là một cái trở thành một cái phần trong cuộc sống chăm sóc sức khỏe, phòng và điều trị bệnh là không thể thiếu trong mỗi gia đình người Nga. Và bởi vì cái việc mà họ làm ra, họ được cái sự tin tưởng và sử dụng rất là nhiều bởi cái giá thành của nó rất là thấp, và cái hiệu quả thì kéo dài được rất là lâu dài. Chính vì thế mà các sản phẩm của họ càng được ưa chuộng trên nhiều nước trên thế giới. Và các cái sản phẩm của Biomark ấy, thì trong mục đích y tế và vật lý trị liệu ấy, thì đã được kiểm tra lâm sàng và được phép sử dụng của dịch vụ y tế liên bang, dịch vụ giám sát liên bang về trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thuộc cái Bộ Y tế của Nga và của Hội đồng Châu Âu. Đấy là những cái thông tin mà Facebook có thể chia sẻ với các bạn, và các cái thông về các cái chứng nhận chất lượng thì các bạn cũng có thể tham khảo trên website trực tiếp của nhà sản xuất hoặc là tại trụ sở công ty của Facebook có đầy đủ các cái hợp đồng hóa đơn và các cái chứng nhận chất lượng về cái hiệu quả cũng như là cái tác dụng của cái sản phẩm. Nói qua về các cái sản phẩm của Biomark thì nó dựa trên cái tác dụng chữa bệnh từ trường. Cái từ trường đó, khi tác động lên cơ thể thì là ưu điểm của cái phương pháp điều trị và phòng ngừa bệnh từ các sản phẩm này là không đau và hầu như là không có chống chỉ định với bất cứ ai. Đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà dễ bị tổn thương ấy, như người cao tuổi là đòi hỏi là phải giảm tối đa cái lượng tải thuốc, bởi vì cái người cao tuổi thì là cái sức đề kháng rất là yếu, việc tiêu thụ quá nhiều thuốc thì sẽ làm cho họ bị lệ thuộc và cũng gây ra nhiều tác dụng phụ nữa. Chính vì thế là các cái sản phẩm về vật lý trị liệu hay là ứng dụng từ trường ấy, đó là những cái sản phẩm mà thay thế hiệu quả nhất đối với những người cao tuổi hiện nay ấy. Nói về cái tác động của từ trường thì là Facebook xin chia sẻ một số thông tin như sau. Cái từ trường, tác động của từ trường thì nó đã trở thành một cái ngành khoa học được nghiên cứu hết sức sâu rộng trên toàn thế giới, và cái thuật ngữ mà người ta hay nói tới để chỉ cái sản phẩm về vật lý trị liệu ấy, đó là magnetic therapy này, thì hay là còn gọi là trị liệu bằng từ tính ấy, thì nó là rất là phổ biến tại rất là nhiều quốc gia như là Mỹ, Nhật này, rồi là Đức này, hay là tại Nga này, mà không chỉ bây giờ mà ngay từ các thời cổ đại ấy, thì là người ta đã chứng minh được rằng ấy, cái từ trường có thể tiếp thêm nguồn sinh lực cho người bệnh và thúc đẩy chữa lành bệnh. Đó là cái mà đúc kết từ rất là lâu đời, từ cổ đại đến giờ ấy. Và cái sự tác động của từ trường là bên trong cơ thể lên cái bên ngoài, sự tác động của cái từ trường bên ngoài lên cái từ trường bên trong cơ thể thì có thể sẽ tạo ra những cái tác dụng bất ngờ, như là tăng cường cái lưu thông máu này, rồi là giúp hấp thụ tốt hơn các cái chất dinh dưỡng này, cung cấp oxy để nuôi dưỡng đến các mô tế bào, đào thải độc tố, chống stress, ngăn ngừa các gốc tự do và nâng cao tinh thần. Đấy là những cái kéo dài tuổi thọ, đấy là những cái mà tác dụng rất là tốt của từ trường ấy. Đồng thời nó cũng cái điều chỉnh cái dòng canxi, từ đó mà ảnh hưởng đến các cái quá trình sinh lý khác như là tạo xương này, tăng giãn huyết áp này. Chính vì thế mà các bạn sẽ thấy là rất là nhiều các cái sản phẩm gọi là mang tên là vòng điều hòa huyết áp này.
hoặc là nó cũng có thể làm thay đổi cái tính chất của axit hoặc là kiềm trong cơ thể để có thể lập lại cái trạng thái cân bằng vốn bị suy yếu này. Ví dụ như các cái sản phẩm về như là các bạn mà bị cong vẹo cột sống ấy, thì đấy có những cái sản phẩm mà nó có thể là để hiệu chỉnh lại được cái sự cong vẹo cột sống này để trở về cái hoạt động bình thường của cái ban đầu ấy, hoặc là nó sẽ là trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến cái việc điều tiết hormone trong cơ thể và ảnh hưởng tới quá trình là điều chỉnh cái lão hóa theo độ tuổi và hormone đấy, giống như là nó có những cái sản phẩm như là chống lão hóa cho da mặt này, mặt nạ từ tính chống lão hóa cho da mặt và nâng cơ và chống chảy xệ đấy, hoặc là nó làm thay đổi cái enzyme này, qua đó thì là ảnh hưởng tới các cái quá trình chuyển hóa các enzyme xúc tác này, hoặc là kích thích cái dòng năng lượng điện từ thông qua các đường kinh huyệt châm cứu. Các cái sản phẩm thì có rất là nhiều các cái cơ sở massage bấm huyệt hiện tại đang là nhập cái hàng của Fairfood thì đều là sử dụng cái tác dụng của vật lý trị liệu. Những cái tác động này thì là đấy là những cái tác động của từ trường, thì nó sẽ giúp là vừa là phòng ngừa đồng thời là vừa là điều trị và hỗ trợ chữa lành bệnh này, giảm tải việc là sử dụng thuốc và các cái phương pháp điều trị tốn kém khác. Những cái khách hàng nào hay là những ai mà cần thiết phải sử dụng các cái sản phẩm từ tính này thì là các cái sản phẩm từ tính này thì là bất cứ ai người bình thường cũng nên sử dụng, nó là một cái biện pháp là vừa phòng ngừa vừa điều trị và vừa giúp cho cái tăng cái tuổi thọ của cơ thể. Ngoài ra nếu mà những người đang có hiện tượng như là những người bị đau do chấn thương khi chơi thể thao này, hoặc người bị đau lưng này, thoái hóa thoát vị đĩa đệm này, người bị tai biến này, rồi là người bị đau cổ vai gáy này, thoái hóa đốt sống cổ đấy, viêm quanh khớp vai này, hay bị dân văn phòng hay bị đau cổ vai gáy ấy. Hoặc là những người bị đau đầu mất ngủ thường xuyên này, người bị đau dây thần kinh này, cơ xương khớp, hoặc là những người muốn là phục hồi chức năng cơ xương khớp và sau cái điều trị là sau phẫu thuật ấy, hoặc là những bệnh nhân mà đang có di chứng sau tai biến mạch máu não thì đều nên có nên tham khảo những cái sản phẩm vật lý trị liệu như thế này ấy. Nó sẽ là giúp cho cái hỗ trợ cho điều trị và cũng phục hồi rất là tốt. Nói chung là các cái sản phẩm từ tính hiện nay thì nó không còn xa lạ với rất là nhiều khách hàng, đặc biệt là những cái bác mà trung niên ấy thì là đang sử dụng rất là nhiều các cái sản phẩm vật lý trị liệu ấy, thì cũng hiểu rõ về cái tác dụng của nó trên cơ thể. Và tuy nhiên mà để mua được những cái sản phẩm tốt đấy và đúng chất lượng và đúng nguồn gốc và xứng đáng với cái giá tiền mình bỏ ra thì là nói chung là trong cái thế giới sản các cái sản phẩm hỗn độn rồi là thật giả lẫn lộn, rất là khó để tìm được các cái nơi mà uy tín. Thì là trong cái video này ấy, Fairfood xin chia sẻ với các bạn là tại Fairfood thì tất cả các cái sản phẩm đều được nhập chính hãng và cam kết về xuất xứ của sản phẩm này, đúng nguồn gốc này, đúng chất lượng này, và các bạn sẽ được tư vấn cách sử dụng hiệu quả nhất. Bởi vì tất cả các sản phẩm trước khi mà Fairfood nhập về thì đều được training trực tiếp từ nhà sản xuất, và chúng tôi hôm nay hết là hiểu rõ tất cả những cái công dụng và hiệu quả áp dụng cho từng cái đối tượng nhất định. Đồng thời thì là Fairfood cũng tự hào là được Biomark chọn là cái điểm phân phối độc quyền cho các sản phẩm của họ tại Việt Nam và có những cái giấy ủy quyền rõ ràng, thì các bạn cũng có thể tham khảo tại trụ sở của công ty để yên tâm khi là chọn các cái sản phẩm tại Fairfood. Trong cái video này thì là Fairfood xin chia sẻ những cái sản phẩm mà của Biomark hiện có tại shop, và Fairfood cũng hy vọng là đây là một cái video mà có thể cung cấp các cái giải pháp chọn được cái sản phẩm tốt nhất, đúng chất lượng và hiệu quả không chỉ cho người tiêu dùng mà cho các cái cơ sở y tế hoặc là các phòng khám trị liệu massage bấm huyệt, cũng như các khách hàng đang có nhu cầu và quan tâm đến việc mà bảo vệ cái sức khỏe khỏe này, kéo dài tuổi thọ này và hạn chế các cái chế phẩm thuốc này và các phương pháp bảo vệ sức khỏe khác tốn kém khác này. Có sẵn tại Facebook các sản phẩm sau này: thảm massage bấm huyệt trị đau thoái hóa đốt sống này,
gọi là thảm gai. Cái sản phẩm này thì được rất là nhiều các bác là ưa chuộng. Nó là thảm gai nhé. Có rất nhiều các kích thước khác nhau. Mỗi cái module này thì nó sẽ có một cái pin từ tính, và các cái thiết kế của nó là dựa trên các cái kim gai giúp là trị đau này, chống thoái hóa đốt, thoái hóa xương khớp này, hỗ trợ tim mạch này, thải độc cơ thể và tăng cường cái hệ miễn dịch. Thì nào, các cái thảm gai này gọi là thảm gai massage này thì nó có cái tác động phản xạ, tức là tác động của các cái kim gai này đến các cái đầu dây thần kinh. Các cái tác động này cho phép là đạt được các hiệu quả cao hơn rất nhiều trong cái điều trị, và chính cái sự khác biệt này nó làm lên cái ưu việt của cái sản phẩm này này. Và các cái module gai này thì nó mỗi cái module này thì nó sẽ tác động lên các đầu cuối dây thần kinh và các thụ thể đau ấy, hỗ trợ cho việc là mở các cái mạch máu, giúp là lưu thông máu này và làm tăng cái lưu lượng máu trong vùng tiếp xúc trị liệu ấy. Thì là cái dưới tác động của cái massage bấm huyệt này thì các cái cảm giác đau đớn sẽ được loại bỏ, giảm sự căng cơ bắp này, rồi là độ giãn của độ đàn hồi của các mô sẽ được là phục hồi. Đấy là cái tác dụng của cái thảm gai này. Thảm gai này thì là có rất là nhiều các kích thước khác nhau và nó cũng là đa chức năng, các bạn có thể trải nằm hoặc là để trên các cái vùng đau cơ, đau ấy của cơ thể. Và mình dùng mỗi ngày từ tối thiểu là 5 phút thì cái hiệu quả kéo dài, sức khỏe gọi là rất là tốt, rất ích cho sức khỏe này. Và có các cái sản phẩm mà nói chung là rất là thích, đó là các cái gối massage bấm huyệt ấy. Thì cái gối massage bấm huyệt này thì nó là gối đa chức năng, gối massage bấm huyệt nhé. Đây là cái gối mà nó có cái được thiết kế là để trị đau vùng đầu, cổ, vai gáy và vùng lưng khi bị đau này, hoặc là nó cũng có thể giúp có thể dùng cho việc là massage bàn chân ấy, lăn bàn chân này, bắp chân này, và nó giúp cho việc là thư giãn sâu các cơ bắp này, kích thích tuần hoàn máu này và lưu thông bạch huyết này, sản sinh ra các cái enzyme là endorphin ấy, thì là giúp giảm đau và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Ngoài ra là những cái vùng mà có mỡ thừa ấy, thì là các bạn cũng có thể sử dụng để giúp là chống là tích tụ cái cục mỡ và hiện tượng là sần vỏ cam hay là gọi là rạn da ấy. Đấy, thì khi mà mình sử dụng cái gối này đa chức năng này thì là nó dùng cho rất là nhiều tác dụng. Nói qua về các cái thảm gai ấy, thì là các cái thảm gai hoặc là các cái sản phẩm như gối gai massage đấy, thì nó đã được là các cái chuyên gia yoga của Ấn Độ ấy, đưa vào sử dụng và rất là phổ biến. Là hiện nay ấy, qua thực tiễn thì người ta đã chứng minh được là cái tác dụng thần kỳ mà của các cái sản phẩm thảm gai này mang lại này, nó có thể được sử dụng cho mọi lứa tuổi và được ưa chuộng ở rất là nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Thụy Điển. Người ta tin dùng đến mức mà nó đã trở thành là tên cơn sốt ấy, và có cái tên mà các bạn sờ trên mạng cũng thấy là cái thảm gai massage bấm huyệt ấy, thì là một trong những sản phẩm mà được rất là nhiều người dân Thụy Điển tin dùng ấy. Thì cái hiệu quả của nó là nhờ đâu ấy? Thì thứ nhất là nó sẽ giúp cho việc là làm tăng cái hormone endorphin này và oxytocin trong máu một cách tự nhiên, và giúp thư giãn, giảm đau, cải thiện hệ miễn dịch và làm chậm lão hóa của cơ thể, làm tăng cái lưu thông máu và giảm huyết áp. Cái này rất là tốt cho những người bị tim mạch hoặc đang có vấn đề về tim mạch ấy, hoặc là làm giảm các cái triệu chứng đau thần kinh tọa này, căng cứng cơ bắp này, đau lưng, khó ngủ, đau nửa đầu, hoặc là các bệnh về trầm cảm, cải thiện các hệ xương khớp, đặc biệt là có tác dụng cho các cái bệnh thoái hóa đốt sống này, lưng, cổ và gáy này, kích thích cái cơ thể là đào thải độc tố, chống stress và nâng cao cái tinh thần của cơ thể, phục hồi tổn thương các cái chức năng các cái vùng mà bị tổn thương này. Và rất nhiều các cái bệnh nhân mà bị thoái hóa khớp này, hoặc là thậm chí là bị bại liệt này, đã khỏi bệnh chỉ bằng việc là sử dụng các cái sản phẩm là thảm gai hay là các cái sản phẩm gối massage này. Đấy. Và rất là nhiều các cái tác dụng khác như là chống stress này, mất ngủ này, hoặc là tăng cường sinh lý nam nữ này. Cái thảm này nó cũng cái gối hoặc là thảm cũng mang lại
có rất nhiều các cái loại kích thước khác nhau và các mẫu mã khác nhau. Đây. Thảm gai. Nó có các cái kích thước khác nhau và nó cũng rất là dễ sử dụng và hiệu quả rất là tốt. Đấy, các bạn có thể tham khảo trên website của mỹ phẩm Nga Facebook nha. Thì là sẽ có sẵn. Ngoài ra thì nó cũng có các cái sản phẩm như là thảm gai lót cổ này. Đây là cái thảm gai lót cổ này, nó giúp là trị đau cổ vai gáy. Trị đau cổ vai gáy này, chống thoái hóa đốt sống này, và nó thải độc cơ thể, tăng cường miễn dịch này. Thảm này thì nó sẽ tác dụng tác động lên cái trị liệu cục bộ trên vùng cột sống cổ này, hoặc là những cái vùng mà bị đau, ví dụ như là vùng bắp tay này, vùng bắp chân này. Nó cũng rất là tiện lợi. Nếu như mà các bạn có muốn là sử dụng thảm gai này thì là không chỉ cho vùng đau cổ vai gáy mà là còn cả các cái vùng khác nữa, cũng rất là tiện lợi. Có cả cái sản phẩm đó là thảm, ngoài ra thì cũng có thể có những cái sản phẩm như là thảm đa tác dụng mà không phải là thảm gai. Ví dụ như là đây, các bạn có thể tham khảo cái thảm này thì là rất là tốt cho những người là lái xe ngồi lâu ấy, lái xe phải ngồi rất là lâu và đau mỏi các cơ và cái lưu thông bạch huyết nó rất là bị ứ động ấy, thì chúng ta nên dùng những cái thảm như này để chúng ta giúp cho cái quá trình lái xe nó được thoải mái hơn và nó đỡ bị mệt hơn và ngăn ngừa được các cái bệnh như là béo phì hoặc là những cái bệnh về huyết áp ấy, tiểu đường. Đây là thảm không có gai nhé. Rất là dễ sử dụng. Hoặc là các bạn nếu mà ai quan tâm đến thiền ấy thì các bạn cũng có thể tham khảo cái thảm này, cũng không phải là thảm gai nhưng mà nó có những cái đá từ tính này. Chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta muốn tĩnh tâm, vừa là đây là cái thảm mà được rất là nhiều các cái trung tâm yoga nhập, hoặc là các cái khách hàng mà có nhu cầu là tự thiền tại nhà thì cũng có thể nhập và cũng có thể sử dụng, bởi vì nó vừa giúp là chúng ta thực hiện được cái mục đích đó là tĩnh tâm và loại bỏ cái stress ấy, và đồng thời nó giúp là thải độc cho cơ thể qua các cái tác động của từ trường, nó tác động lên cơ thể này. Đây, các từ trường này nó tác động là và ngăn ngừa các cái gốc tự do này. Đấy, các cái sản phẩm này thì là có sẵn tại Facebook nên là các bạn cũng có thể tham khảo đấy. Một cái sản phẩm mà rất là hữu ích mà từ trước nghe Facebook là được rất là nhiều các cái khách hàng review rất là tốt, đó là cái sản phẩm là áo đai lưng. Cái áo đai lưng này thì nó sử dụng cho được cho mọi lứa tuổi nhé. Nó giúp là trị liệu bằng cái từ tính ấy, điều chỉnh cái tư thế của lưng này bị cong vẹo này đấy, và hiệu chỉnh nó về cái đúng vị trí của nó đấy, nhờ cái tác động của từ trường lên cái đốt sống lưng này. Nó trị là đau lưng này, đau cột sống này, thoát vị đĩa đệm và thoái hóa đốt sống. Cơ chế của cái áo đai này thì nó giúp là đẩy lùi cái vai về phía sau và từ đó giúp cho là cổ được và đầu thẳng, là giúp và cái hiệu quả cuối cùng đó là lưng sẽ được hiệu chỉnh từ cái mức và cong vẹo lên được thẳng này. Và đồng thời là nó là cái sản phẩm rất là an toàn. Chúng ta chỉ cần đây, chúng ta chỉ cần đeo tầm mỗi ngày ít nhất là từ 15 đến 2 tiếng ấy, thì nó sẽ 15 phút đến 2 tiếng thì nó sẽ giúp cho cái hiệu quả điều trị sẽ được tốt hơn. Nó có rất là nhiều size khác nhau thì các bạn cũng có thể tham khảo hoặc là chat trực tiếp với shop ấy để chúng tôi tư vấn rõ hơn. Có cái sản phẩm là đai lưng. Đai lưng này thì là được rất nhiều các bác sử dụng ấy, nhất là những người là đang bị thoát vị đĩa đệm hoặc là đang có hiện tượng đau ở vùng lưng thì nó sẽ giúp cho là cố định cái vùng lưng này.
nên bạn thấy bên trong này nó sẽ như này. Nó sẽ có những tấm ngoài những cái đá tự tính ở đây, ngoài ra nó còn có những cái thanh để giữ cố định cái cột sống ấy, nó đúng cái vị trí của nó, không bị sai lệch, thì sẽ khi mà chúng ta đứng lên hoặc ngồi xuống là không cảm giác bị đau, hoặc là nó cái việc là di chuyển nó dễ dàng hơn. Cái sản phẩm này thì được rất nhiều các bác mà đang bị thoái hóa thoát vị đĩa đệm sử dụng tại Fairfood này, và các bác cũng đã phản hồi rất là tốt, bởi vì cái da nó rất là chắc chắn và nó có thể các cái sản phẩm này có thể dùng được thời hạn là tầm khoảng 7 năm. Với một cái số tiền ít ỏi mà chi trả như thế thì thực sự là rất là hữu ích để các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra thì các cái đai này thì nó cũng giúp là không chỉ cho vùng lưng các bạn, những cái người mà đang có hiện tượng là vùng ngăn ngừa các cái bệnh về ung thư tuyến vú đấy, nó còn có thêm cả các cái tác dụng như thế nữa, cho nên là rất là hữu ích cho rất là nhiều người ạ. Nhất là đặc biệt là sau khi mà thời kỳ mãn kinh ấy, thì cái việc mà bị các bệnh về tuyến vú nó phát triển rất là nhanh, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà các bác cũng có thể tham khảo và sử dụng ngăn ngừa. Cái sản phẩm tốt nữa là được rất nhiều người ưa chuộng, đó là cái đai nịt bụng từ tính ấy, bằng đá nhiệt ấy. Cái đai nịt bụng từ tính này bằng đá nhiệt Good Money ấy, thì nó giúp là thanh lọc cơ thể này, chống các gốc tự do này, cân bằng sinh học này, giảm béo này, chống đau lưng này, tăng cường miễn dịch, và nó giúp là nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên thì giúp là lưu thông máu này, giảm cái tình trạng trì trệ ứ động này, dịch này, và giảm đau và căng cơ này. Nó cũng có tác dụng cho giảm béo nữa. Khi mà chúng ta, cái cách sử dụng thì rất là đơn giản, chúng ta sẽ làm trên này, nó sẽ có những cái đá từ tính nó được phân bổ theo cái phương pháp là bấm huyệt phương đông, thì chúng ta sẽ làm ẩm cái vùng bề mặt này, sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái vùng này lên cái vùng chúng ta đang có cảm giác đau, hoặc là chúng ta có mục đích là để giảm béo chẳng hạn. Đấy, bôi gel xong chúng ta sẽ massage với, sau khi massage với gel xong ấy, thì chúng ta cũng có thể dùng cái đai này để đeo lên, và tự bản thân nó sẽ nóng lên đến một cái mức mà khi mà cơ thể chúng ta cảm thấy ok thì chúng ta có thể tháo ra, nhưng mà cái sức nóng của nó thì có thể duy trì được tầm khoảng 2 đến 3 tiếng. Đây là một cái sản phẩm cực kỳ rất là hữu ích. Rất là nhiều bác mà ở các cái cơ sở mà tập gym ấy, người ta nhập của trên Facebook rất là nhiều. Đây là có sẽ có đá vùng lưng này, không chỉ giảm đau lưng này mà còn giảm đau vùng bụng này, thì khi mà chúng ta đeo lên ấy, nó sẽ rất là dễ sử dụng. Đây là có những cái hai bên này có những cái như thế này để chúng ta có thể cố định và kéo cho nó kíp với cơ thể hơn. Vùng đá vùng lưng này và vùng đá vùng bụng này, chúng ta có thể để chỗ nào mà chúng ta bị đau này. Hoặc đây, trên đây nó cũng giới thiệu rất là kỹ này, vừa để làm cho eo thon gọn này, giảm đau vùng lưng này, vùng bụng này. Đấy, và những cái người mà các bạn mà trong cái thời kỳ mà kinh nguyệt ấy mà bị đau ấy, thì cũng có thể sử dụng cái sản phẩm này, nó giúp là cái giảm đau rất là tốt và nó cảm giác nó thư thái hơn rất là nhiều. Các cái sản, một trong những cái sản phẩm mà mình nghĩ là cực kỳ bán chạy của cái thương hiệu Biomax này, đó là cái đai nẹp cổ. Cái đai nẹp cổ này thì là chắc chắn là bất cứ chị nào làm văn phòng cũng cần dùng, bởi vì nó là cái sản phẩm mà thứ nhất là vừa là điều trị là thoái hóa đốt sống cổ này, đau cổ vai gáy đấy. Khi mà đeo lên này nó cũng là cái dạng đá tubani ấy, thì khi mà mình ngập ẩm cái bề mặt này lên, đeo tầm khoảng 15 phút thì nó sẽ tự nóng lên, và cái nóng của nó rất là đã, mà mình cảm thấy là mình bị đau, giảm đau tức thời này. Đấy, và nó cũng duy trì được sức nóng rất là lâu, giống như kiểu cái đai tubani này. Ngoài ra thì ấy, nó còn giúp là giảm béo, tức là chúng ta cũng có thể giảm béo các vùng bắp tay này, bắp đùi này. Đấy là một cái đai khá là đa chức năng, nên là có thể là sử dụng trong cái nhiều cái tình huống khác nhau nếu mà chúng ta có cái sản phẩm đấy. Đây là một trong những cái sản phẩm bán rất là chạy của Biomax các bạn ạ. Đai nẹp cổ này có đai co giãn cho suy giãn tĩnh mạch. Đây, sưng phù nề này, nếu mà chúng ta đang có hiện tượng là những người mà đi dép cao gót rất là nhiều ấy, thì dần dần sau đó thì là rất là nhiều người sẽ bị hiện tượng là giãn tĩnh mạch dưới chân này, hoặc là chúng ta béo quá mức, cái sức nặng của cơ thể nó tăng cân quá mức ấy, thì sẽ bị giãn tĩnh mạch này, rồi là người cao tuổi sẽ bị sưng phù nề này.
đấy, thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm đó là cái sản phẩm cho chân, là đai cho chân này, từ tính cho chân, nó giúp là làm giúp cho cái vấn đề là giảm sưng phù nề này, xử lý các cái vấn đề và nổi gân máu hay là gọi là giãn tĩnh mạch dưới chân ấy, nó rất là hữu hiệu. Có các cái sản phẩm đó là mặt nạ trẻ hóa da, mặt nạ trẻ hóa da bằng từ tính à. Cái mặt nạ trẻ hóa da thì là đây, mặt nạ trẻ hóa da đây. Như mình đã nói thì là các cái tác dụng của từ tính không chỉ là để điều trị đau mà nó còn có cái tác dụng đó là điều trị các vấn đề về lão hóa sớm, giúp cho là nếp nhăn này và giảm nếp nhăn này hoặc là lão hóa này. Cái mặt nạ này thì là chúng ta có thể là đeo nó vào buổi tối, khi mà chúng ta đối với những người mà hay bị đau đầu, mất ngủ, stress thường xuyên ấy, thì đeo cái này nó vừa là tinh thần thoải mái này, chống stress này, làm mất ngủ này, đồng thời làm cho cái các vùng cơ, vùng mặt này nó sẽ được mướt hơn, căng mịn hơn. Và các cái khách hàng mà đã sử dụng rồi, họ phản hồi là khi mà chúng ta bôi một lớp kem trước khi mà chúng ta đi ngủ ấy, thường thường ai cũng bôi kem dưỡng, thì sau đó chúng ta bôi cái sau đó chúng ta đắp cái mặt nạ này lên để qua đêm. Cái mặt nạ này nó rất là tiện lợi, dễ sử dụng đấy, để qua đêm thì sáng sau da cực kỳ căng mướt, và dùng thường xuyên thì cái hiệu quả về chống lão hóa của nó rất là cao. Đấy là một trong những sản phẩm mà giúp là làm đẹp rất là tốt ạ. Có những cái bàn lăn chân massage, đây bàn lăn chân massage này, nó cũng có những cái đá từ tính, nó giúp cho là việc là làm cho điều trị các bệnh về xương khớp, tim mạch, tăng cường miễn dịch này, và nó các cái từ tính này nó sẽ tác dụng lên các cái điểm huyệt ở dưới chân này, giúp cho là cải thiện lưu thông máu và tinh thần là sảng khoái hơn. Những ai mà phải đi bộ nhiều hoặc là đứng nhiều ấy, chúng ta không có điều kiện để đi đến các cái cơ sở mà massage bấm huyệt hoặc là để thư giãn đôi chân của mình, thì chúng ta có thể sử dụng các cái sản phẩm này để giúp cho là tinh thần nó thư thái hơn, và nó còn và cái hiệu quả của nó được tốt hơn, bởi vì nó còn có các tác dụng từ tính để giúp cho là cơ thể nó thoải mái hơn, thay vì phải đi đến các cái cơ sở mà massage bấm huyệt. Các cái sản phẩm về bột chải đầu, đây lực chảy đầu từ tính này thì nó giúp là cũng là của Biomax ấy, thì nó giúp là chống rụng tóc này, kích thích mọc tóc, và nó sẽ giúp là cái tăng cường lưu thông máu trên cái da đầu ấy, thì kích thích là tăng trưởng này, và giảm đau đầu này, stress này, và phục hồi cái độ bóng tự nhiên của tóc. Đấy, nó cũng có rất là nhiều cái tác dụng. Mỗi cái đầu kim này nó sẽ tác dụng lên cái da đầu rất là êm, và nó giúp làm ngăn ngừa các cái bệnh về đau đầu, mất ngủ ấy. Các cái sản phẩm về đĩa xoay tập thể hình, nếu mà các bạn có nhu cầu là tập thể dục ấy các thứ và có tác dụng của từ tính nữa, thì là đây là một cái sản phẩm khá là tốt. Nó có sẵn rất nhiều bài tập, và nó cũng có cái đĩa xoay này, nó cũng có những cái từ tính mà tác động lên các vùng huyệt đạo của chân đấy, làm cho cơ thể nó thoải mái và tinh thần nó sảng khoái hơn rất là nhiều. Các cái sản phẩm, một trong những cái sản phẩm mà cực kỳ được mọi người yêu thích đó là cái miếng lót giày. Đây miếng lót giày này, miếng lót giày dép này có thể là dùng cho giày hoặc dùng dép cũng được, nhưng mà cái tác dụng của nó là massage bốn vùng huyệt đạo của chân đấy, và giúp phòng ngừa điều trị các bệnh về tim mạch, tiểu đường. Nó cái miếng lót giày này thì là cái kỹ thuật của nó là dựa trên cái bấm huyệt phương đông ấy, nó là mối liên hệ giữa vùng châm cứu và phản xạ của bàn chân đối với các bộ phận khác của cơ thể con người. Miếng lót này nó không chỉ đem lại cho các bạn là niềm vui khi mà được trải nghiệm với sản phẩm này, mỗi ngày chỉ cần 15 phút thì tinh thần của các bạn sẽ sảng khoái hơn rất là nhiều, và nó phòng ngừa được rất là nhiều bệnh. Đồng thời nó sẽ làm giúp là massage cái các huyệt đạo của chân, lại làm cho chúng ta cơ thể chúng ta phòng ngừa được cái rất là nhiều các bệnh khác đấy. Một trong những cái sản phẩm mà cực kỳ bán rất là tốt và được ưa chuộng không chỉ tại Nga và rất là nhiều nước trên thế giới, và tại Việt Nam thì là Facebook để cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thấy là chúng tôi cũng cung cấp những cái loại vòng thời trang
Các cái vòng thời trang này không chỉ là giúp là công cụ làm đẹp thôi, trang trí không thôi, mà nó còn có tác dụng là điều hòa huyết áp. Nó sẽ là giúp là ổn định nhịp tim này, chống stress này, mệt mỏi, tăng cường hệ miễn dịch. Cái hiệu quả của việc điều trị đó là do là tác động của lực từ trường vĩnh cửu lên các cái khu vực cổ tay này, các cái khu vực hoạt tính sinh học của cổ tay này, nó có liên quan đến cái hệ hô hấp này và tiêu hóa này và các hệ thống khác trong cơ thể. Và vòng đeo tay này được sử dụng như một cái phương pháp là điều trị độc lập hoặc là kết hợp với các cái liệu trình thuốc của các bạn ấy. Đấy, nó sẽ giúp là chúng ta sẽ là ngăn ngừa và phòng tránh các cái bệnh, và đặc biệt là những người đang bị cao huyết áp ấy, thì hoặc là có bệnh về tăng giảm huyết áp thì chúng ta cũng nên sử dụng. Có vòng cổ này, đai này và đồng hồ đều là các cái sản phẩm mà nó có cái tác dụng từ tính này. Thì là tất cả các cái sản phẩm này, Facebook cam kết là chúng tôi là cái đơn vị là duy nhất tại Việt Nam hiện tại là đang cộng tác với lại Biomark, và có những cái sản phẩm rất là các cái giấy tờ minh bạch và rõ ràng cho từng sản phẩm đấy. Trong cái video này thì đúng là không thể chia sẻ tất cả các cái thông tin tỉ mỉ về từng cái sản phẩm, thì hy vọng là những video lần sau các bạn là tiếp tục theo dõi kênh của Fairfood ấy, thì chúng tôi sẽ giới thiệu tỉ mỉ hơn, cụ thể hơn về công dụng của từng cái sản phẩm, và có được những cái sự lựa chọn tốt hơn cho cái việc chăm sóc và phòng ngừa sức khỏe của mình. Xin chào.